Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2017. Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu vị chiếc sập thờ Mai Điểu và gỗ đỏ hàng VIP khủng của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Và ngày hôm nay thì Thành Luân chúng tôi là cũng giới thiệu rất nhiều các video clip giới thiệu các sản phẩm của một anh khách hàng. Đó là anh Quang, anh ở Lạng Sơn. Ở trên màn hình quý vị đang thấy đây là chiếc sập thờ Mai Điểu và gỗ đỏ. Ngoài chiếc sập thờ này ra thì là anh Quang còn một chiếc tủ áo ở phía sau này, chúng tôi đã lắp lên và quay video clip rồi, giờ chuẩn bị tháo ra để cất đi mai cho lên xe để đi bàn giao cho gia đình anh Quang ở Lạng Sơn. Ở chiếc tủ áo kia cộng với chiếc giường và chiếc bàn phấn, đó rất nhiều các sản phẩm của anh Quang đang được trưng bày tại cơ sở của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Và ngày mai ngày 28 tháng 10 năm 2017 chúng tôi sẽ bắt đầu bốc hàng lên xe đi bàn giao gia đình anh Quang. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của chiếc sập thờ này. Anh Quang còn một chiếc giường và hai chiếc táp ri, cộng với lại cả một tủ áo, một tủ phấn, một chiếc sập thờ này. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết, hàng thửa, hàng cực kỳ dày dặn luôn. Để mà nói cái hàng này mà quý khách mà nhìn bên ngoài thì nó rất chi là hầm hố và hoành tráng, nó rất dày. Đó, những cái này này, đây, toàn 8 phân hết, hồi hậu là dày 8 phân. Và chân chúng tôi là đục tứ diện đây, phía sau chúng tôi cũng đục. Hàng lần chúng tôi chuyên làm hàng thửa theo yêu cầu để mẫu mã kích thước của loại gỗ. Chiếc sập thờ này có chân 24, kích thước 2m17, rộng 1m07 và cao 1m27. Hàng thửa đẳng cấp. Và cái dạ này là dạ dày 8 phân, đục liền, đục liền không chấp vá. Đấy, cái kỹ thuật làm thì Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là đi đầu về các cái sản phẩm sập thờ VIP và sập thờ khủng. Thì vừa rồi chúng tôi cũng đã giới thiệu một cái video clip mà lên màu bộ sập thờ tứ linh nghe chầu hàng siêu khủng cho gia đình nhà chú Báu ở Hà Nam. Ở Hà Nam thì chú trước đây là cũng đã lấy một bộ rồi, tiếp tục thì lấy tiếp một bộ tiếp theo. Lần chúng tôi là rất chi là vinh dự, rất dày dặn. Và phía này đây là mối quan hệ hai bác khách hàng đang về Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để ký duyệt bộ bàn ghế vụ ta Quảng Bình. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân, nằm tại khu cây sang Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.